nhựa mít từ lâu đã là nỗi ám ảnh của nhiều người dân. Dù mít là một thứ quả thơm ngon nhưng khi bổ ra, mít lại bám rất chặt vào dao tay và quần áo, làm nhiều người rất khó chịu. Đắc đầu ngoài ngoái chắc sợ đến già luôn. Bổ được xong quả mít chắc dục luôn con dao quá. Nhựa mít một khi đã dính lên dao và các đồ dùng khác thì rất khó làm sạch, mà nếu làm sạch được thì mất rất nhiều công sức và thời gian. Sau đây tò mò TV sẽ mách bạn ba cách bổ mít. Mù mít không bao giờ dính vào dao và tay vô cùng hiệu quả nhé. Để hạn chế tối đa tình trạng nhựa mít dính vào dao, bạn hãy chuẩn bị một tờ giấy báo to hoặc tấm ni lông to để trải dưới sàn nhà khi bổ mít. Điều này tránh mù mít dính dưới sàn nhà, mà lại giúp quả mít của bạn khi bổ luôn đảm bảo được vệ sinh đó nữa nha. Đầu tiên trước khi bổ mít, bạn bỏ quả mít vào ngăn đông, để tầm 1 đến 2 tiếng là bạn đem ra bổ là được rồi. Làm cách này sẽ khiến mù mít đông lại, và khi đó mù mít sẽ cô động lại và không còn chất dính như ban đầu để có thể bám dính trên bề mặt dao được nữa. Làm cách này bạn vô tư bổ trăm quả mà không lo bị dơ dao vào tay, quần áo rồi. Cách thứ hai này cũng rất hiệu quả, đó là bạn bổ mít ngay dưới vòi nước đang chảy. Trước hết bạn bổ mít, bạn hãy vặn vào nước nhỏ, riu riu vừa phải, sau đó tiến hành bổ mít như bình thường. Bạn có thắc mắc tại sao làm vậy mù mít lại không dính dao không? Đó là khi bổ mít dưới vòi nước, nước gặp nhựa mít sẽ làm loãng mủ ra, cũng giống như keo mà bỏ vô nước cũng thể dính vào được cái gì khác và từ đó mù mít không còn chất dính sao bạn sau khi bổ hoàn toàn sạch bóng nhưng cách này cần được lưu ý chỉ dùng cho mít xanh dùng bóp gỏi hoặc dùng cho mít thái tuyệt đối không dùng được cho mít ướt mít ướt mà dùng cách này chỉ có bỏ luôn quả mít thôi a à hi hi cách cuối cùng là cách phổ thông nhất nhà nhà ai cũng đã dùng đó là dùng gạo làm sạch nhựa mít trên dao rất đơn giản mà ai cũng có thể làm được và lại rất hiệu quả với phương pháp này trước và sau khi bổ mít bạn hãy xoa tay và dao vào thủ gạo trong khoảng 3 phút để phần cáo gạo bám vào dao. Việc cắm gạo bám vào dao sẽ làm giảm độ dính của mù mít đó. Nếu sau khi cắt mít xong, nhựa mít còn bám vào dao, bạn cũng chỉ cho tay vào thùng gạo. Xoa xoa một lúc là nhựa mít trên dao cũng sẽ bong ra. Từ đó cắm gạo giúp bạn loại bỏ nhựa mít một cách dễ dàng. Nếu nhà bạn đang hết gạo, thì bạn bạn có thể thay thế gạo bằng dầu ăn nha. Trước khi bổ, bạn cũng xoa một chút dầu ăn vào bề mặt dao. Dầu ăn làm dao của bạn trơn nên nhựa mít không dính vô được. Tuy nhiên bạn nên bôi với số lượng vừa phải kèo hao dầu và làm mất mùi thơm của muối mít nhé. Và sau khi bổ xong, bạn rửa lại dao với nước rửa chén. Vậy là dao lại sạch như lúc bạn đầu ngay đó mà. Và đấy là những gì tò mò TV mách bạn ba cách bổ mít đơn giản nhất ngay tại nhà. Chúc các bạn có được những muối mít ngon, không còn lo ngại vấn đề mù mít nữa nhé. Ai còn cách bổ mít không dính mù hay hơn nữa hãy bình luận bên dưới cho mọi người cùng tham khảo với nhé. Chúc xem video vui vẻ. Nếu thấy hay bạn hãy đăng ký kênh Tò Mò TV và hãy like, chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.